ngoài đồng. Từ đó em vào mùa xuân dài lâu. Kim Tân đã tặng cho cô dâu chú rể những cái bài hát về tình yêu. Và sau đây có một người em của chúng ta, đó là Ngọc Mai, sẽ tặng cho cô dâu chú rể tất cả những bài mà thời thượng nhất, và cũng là một cái bài mà ghi dấu tất cả những cái hạnh phúc của thời bây giờ. Lẽ dĩ nhiên là tại sao tôi nói là hạnh phúc của thời bây giờ, là bởi vì thời bây giờ cũng như thời xưa thì tình yêu vẫn như nhau, nhưng mà cái sự biểu hiện, cái chữ cũng như cái thể hiện tình cảm nó có vẻ nó mới hơn một chút xíu. Thì xin quý vị đón nghe tiếng hát của Ngọc Mai, và xin cho một tràng pháo tay cho Ngọc Mai. Lời đầu tiên cho phép Ngọc Mai xin gửi lời chào thân ái đến quý vị đang có mặt trong đêm hôm nay, được chứng kiến trong giây phút thăng hoa của cô dâu chú rể, làm cho cái Ngọc Mai cũng cảm thấy rất là xúc động. Cầu mong cho anh chị là dù trong cuộc sống như thế nào, gặp có nhiều sóng gió hay vui buồn gì đó, nhưng mà những
vẫn giữ tình cảm lâu dài vững bền đến cuối trọn đời. Nhạc phẩm đầu tiên em xin dành tặng cô dâu chú rể, đó là một nhạc phẩm ý nghĩa về tình cảm vợ chồng, đó là Điệu Hò Phu Thê. Đồng lòng thắt càng biển đông,
mời các anh chị về miền Tây chơi nhé. Qua nhà phẩm cùng ta về miền Tây. Anh đi miền xa nhớ về quê
Cho em xin phép hát thêm một bài nữa được không ạ? Dạ. Dạ, bài hát kế tiếp của em cũng về miền Tây, nữa là một qua nhạc phẩm Miền Tây quê tôi. Xin mời các anh chị cùng lắng nghe ạ.